ép xe dọc vào nơi đỗ. Cho xe di chuyển vào khu vực thi, đảm bảo khoảng cách thân xe bên trái và giới hạn mép nhà xe với khoảng cách từ 20cm đến 30cm. Cho xe di chuyển song song tiến đến trước cửa nhà xe, đảm bảo vai người ngồi lái hoặc chốt cửa xe ngang với gần nhà xe. Chuyển hết hướng lái sang bên phải cho xe tiến lên phía trên bên phải, tạo cho xe và nhà xe một góc 45 độ. Chuyển hướng hết lái sang bên trái cho xe lùi vào nhà xe, đảm bảo thân xe song song với nhà xe. Trả lái sau cho bốn bánh xe thẳng nhau, sau đó từ từ lùi xe vào nhà xe, đảm bảo hai bánh sau xe vượt qua vạch cảm biến và khi nhận được tín hiệu từ cảm biến phát ra âm thanh nhận bài. Sau khi nhận được tín hiệu nhận bài từ cảm biến, học viên nhanh chóng cho xe di chuyển ra khỏi nhà xe. Các lỗi bị trừ điểm. Bánh xe đè lên ống hơi giới hạn trừ 5 điểm một lần. Quá 2 phút không cho xe ra khỏi khu vực giới hạn bài thi bị trừ 5 điểm. Cảm biến chưa nhận bài mà cho xe đi ra bị trừ 25 điểm, tương đương bị loại trực tiếp. Cho xe di chuyển leo lên vỉa hè gây tai nạn bị truất quyền sát hạch,